Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh thắp sáng một gia đình. Trái tim quay về gia đình ôm ấp ta những ngày thơ, cho ta bao nhiêu niềm thương mến gia đình bên nhau mỗi khi đơn đau.
vào mỗi đêm trung thu, trăng sáng tỏ thần thơm, trẻ em lại náo nức đèn pháo hoa. Ở Việt Nam, từ sau khi cách mạng tháng tám thành công, Tết trung thu đã thực sự trở thành nét của thiếu nhi cả nước. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh người luôn dành cho trung thu trăng sáng như gương, Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng. Sau đây bác viết mấy dòng gửi cho các cháu tỏ lòng nhớ nhung. Vui Tết trung thu đón trăng nhớ Bác Hồ. Hôm nay thay mặt bậc phụ huynh các em thiếu nhi nhi đồng của thôn phố giỏ, thôn chợ phố giỏ, chúng ta rất vinh dự được đón tiếp chú Phạm Văn Tuấn. Xin nếu mà bác Tuấn trưởng xóm mà vắng thì chương trình mời bác Huỳnh, bác Đặng Văn Huỳnh, bác Huỳnh, bác Huỳnh phó xóm. Xin phép tất cả tôi là đồng chí Tuấn đi vắng, xin phép được xin phép bà cũng thưa toàn thể các bậc phụ huynh, thưa tất cả các cháu hôm nay. Nào bây giờ chúng ta hãy nói con xin cảm ơn được. Kính thưa các bậc phụ huynh cùng toàn thể em thiếu nhi thôn phố giỏ, thôn chợ phố giỏ, các em có biết Tết trung thu chúng ta có nguồn từ đâu không, bắt nguồn từ đâu, các em có biết không? Chị Hằng sẽ kể một câu chuyện nói về sự tích Tết trung thu. Tết trung thu theo âm lịch là ngày rằm tháng tám hàng năm. Đây là ngày Tết của trẻ em, còn được gọi là Tết trung thu. Trẻ em rất được mong đợi được đón Tết, vì thường được người lớn tặng đồ chơi là đèn ông sao, đèn kéo quân, rồi bánh nướng, bánh dẻo. Vào ngày Tết này, nhân dân thường bày cỗ trông trăng. Thời điểm trăng lên cao, trẻ em sẽ vừa múa hát vừa ngắm trăng phá cỗ. Ở một số nơi có tổ chức như múa lân, múa sư tử để các em vui chơi thỏa thích. Ngoài ý nghĩa vui chơi cho trẻ em và người lớn, Tết trung thu cũng là dịp để người ta ngắm trăng, tiên đoán về mùa màng và vận mệnh quốc gia. Bởi vậy, dân gian có câu: muốn ăn lúa tháng năm trong trăng rằm tháng tám. Câu chuyện về sự tích trung thu đến đây là hết rồi. Bây giờ chúng ta đã hiểu vì sao lại có Tết trung thu và có tục múa hát ngắm trăng đúng không? Múa hát ngắm trăng đúng chưa các em? Quá đúng. Sau đây để mở đầu cho tiết mục văn nghệ ngày hôm nay, các em đúng chưa? Chị xin mời văn nghệ của chúng ta ngày hôm nay này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tuổi cao quá, tuổi cao quá. Tiếc muốn được nhận quà, phải trả lời được câu hỏi của chị. Chị gọi lên sau đó trả lời đúng thì sẽ được nhận quà. Còn nếu mà trả lời sai thì tất nhiên là chúng ta không được nhận quà rồi, đúng không? Nào, đầu tiên nhá, chị xin hỏi câu hỏi đầu tiên này. Cái gì năm cánh mà chẳng biết bay, em cầm trên tay đêm rằm tỏa sáng, là cái gì? Xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Cái bóng đèn. Là đèn ông sao. À cái gì nó nói lại to nào. Là đèn ông sao. Là chiếc đèn ông sao. Đúng rồi, câu trả lời của bạn thật là đúng. Một tràng vỗ tay nào. Bây giờ cô sẽ phát quà cho con. À to quá. À quá là to. Vẫn còn hơi bị nhiều quà. Còn em bé nào muốn nhận quà nữa nhỉ? Sao cô nhìn thấy cô lắc lắc, câu hỏi này chưa hỏi nữa thấy lắc lắc. Câu hỏi này hơi bị dễ, cực kỳ là dễ. Mà giơ tay hết lên cho cô xem nào. Mà giơ hết lên, mà đứng hẳn hết cao lên nào. Nào, bây giờ câu hỏi. Câu hỏi thứ hai. Cái gì lơ lửng ở tận trời cao, bên các vì sao không ai lấy được. Cái gì lơ lửng? Cái gì lơ lửng? Cái gì? Ngôi sao. Rất là tiếc. Nhà con không được nhận quà rồi. Rồi, cô mời con về chỗ. Nào. Nào, cô mời đây. Cô mời bạn này, bạn nam nào. Nào, nghe cô đọc câu hỏi nhá, kỹ nhá. Nhớ trả lời sai là con đi về đấy. Cái gì lơ lửng trên tận trời cao, bên các vì sao không ai lấy được. Là gì chăng? Là mặt trăng. Con trả lời lại là gì nhỉ? Ông mặt trăng. À ông mặt trăng. Chúng ta một tràng vỗ tay cho ông trả lời đúng nào. Ông Tuấn ơi, ông lên ông bảo con là ông trăng đi. Để tiếp theo chương trình, tiết mục thứ hai, tiết mục hát gốc ca chiếc đèn ông sao sẽ tiếp theo chương trình nào. Chị mời tất cả các em trong đội văn.